Tam Thanh, một miền quê biển hoang sơ, vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến đầy hấp dẫn với du khách bốn phương nhờ vẻ đẹp tự nhiên của biển và vẻ đẹp bình dị trong đời sống người dân quê biển. Thiên nhiên bao la sóng nước, một bên là sông, bên kia là biển, cùng với dự án làng cộng đồng Bích Hòa được gầy dựng nên bởi tình hữu nghị Việt Hàn, đã từng bước tạo nên cho vùng đất Tam Thanh một vị trí vững chắc trong lòng du khách và trên bản đồ du lịch cả nước. Đến với Tam Thanh, bạn sẽ cảm nhận được một điều thú vị rằng, ẩn sâu trong những ngôi nhà nằm nếp mình bên sóng nước là những âm thanh của nghệ thuật truyền thống như được chưng cất từ muôn ngàn con sóng, kết tinh từ đời sống văn hóa ngàn đời của người vùng biển, được bao thế hệ người Tam Thanh gìn giữ như ngọn lửa không bao giờ tắt trước biển bao la. Nhiều năm nay, hình ảnh này đã trở nên khá quen thuộc với người dân làng biển Hòa Thượng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Trên chiếc xe ba gác thường ngày vẫn là kế sinh nhai của vợ chồng Nguyễn Thành Trung và Võ Thị Tình. Các em nhỏ của câu lạc bộ dân ca thôn Hòa Thượng được thỏa thích vui chơi ca hát, hòa mình với cát biển, với nắng gió ban mai trong những buổi tập hát dân ca bả trạo định kỳ. Thường là những ngày nghỉ học ở trường, các em lại có dịp tụ tập cùng nhau, vừa vui chơi vừa tập lại những động tác múa và hát bả trạo đã được chú Nguyễn Thành Trung và cô Võ Thị Tình cùng các cô chú trong câu lạc bộ đã tập trước đó. Nghệ thuật hát bả trạo từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần, một hoạt động tâm linh không thể thiếu với người dân làng biển trong những dịp lễ hội cầu ngư đầu xuân, cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, để tôm cá đầy thuyền, hay vào dịp tháng 4 kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá. Với các em nhỏ này, dường như mỗi ngày đi qua, cuộc sống nơi miền quê biển với những tập tục văn hóa nghệ thuật độc đáo cùng biết bao là hấp lực từ biển đã dần thổi vào tâm hồn non trẻ một tình yêu tha thiết với biển quê hương, với vốn quý nghệ thuật truyền thống mà cha ông đã để lại. Bây giờ lại có dịp cùng nhau quy tụ trong một câu lạc bộ với sự dìu dắt chỉ dạy hết sức tận tình của các cô, các chú, thì tình yêu ấy bỗng hóa thành sự say mê, khát khao được đắm mình trong từng lời ca, câu hát và điệu múa. Từ khi mà con được thông cho một quyển sổ để hô hấp bài trầu thì con được lúc đó con rất thích đọc và con đem quyển sổ đó ra xem và con thấy thú vị cho nên con đã học thuộc nó và mẹ con kêu là nếu hốt được thì có thể đi hốt với mẹ và sau đó là em cố gắng con cố gắng học thuộc và phát huy truyền thống đó, phát huy đam mê đó đến bây giờ và vẫn không chịu từ bỏ. Lúc đầu không có bài con thì con tự hát nhào nhào đó, sau đó thì được mẹ bài và sau đó cái được đi diễn và đến lớp của chú Trung, con cũng hát khó lên một xíu. Đi theo chú Trung thì chú Trung dạy nhiều bài, rồi tập nhiều bài nên là con cũng có thể rất là thích. Muốn bổ tồn cái đặc trưng, cái văn hóa và chùa và trộ của quê hương. Cho nên là mặc dù là tuổi nó cũng lớn nhưng mà cố gắng để sau này nó truyền lại cho các cháu sau này. Nó có đam mê duy nhất. Cho nên là anh em đây cũng tụ tập lại, với là được sự thống nhất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh chỉ độ trực tiếp và hỗ trợ một phần kinh phí cho anh em luyện tập. Đồng thời là cũng đi biểu diễn cũng được các bà con khán giả ở đây cũng đồng tình ủng hộ trong cái bộ trụ bà chùa. Thì hàng năm đến ngày 1 tháng 4 ngày Bác Hồ về thăm lần có thì anh em lúc nào cũng phải diễn cái hát bộ trụ này, bởi vì đây là cái nghề sông nước cho nên là bà con rất là ngưỡng mộ trong cái vấn đề là hát bộ trụ này. Còn cái bà chùa thì cũng không bỏ luôn, vì là cứ mỗi mùa xuân về là bà chùa là phải có, cho nên là những nghệ sĩ rồi bà con tham gia rồi rất là dân dân. Cũng như các em nhỏ trong câu lạc bộ hát dân ca bả trạo bây giờ, vợ chồng Nguyễn Thành Trung và Võ Thị Tình cũng đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm nơi làng chài Hòa Thượng, Tam Thanh.
Đó là những ngày trung theo cha, các anh cùng cô chú trong làng tham gia các hoạt động lễ hội văn hóa biển mỗi dịp Tết đến xuân về. Rồi những đêm hòa mình trong câu hát dân ca ngọt ngào của các bà, các chị. Dần dần trong tâm hồn cậu bé Trung đã đông đầy một tình yêu với nghệ thuật truyền thống. Nhưng rồi tình yêu ấy đã lắng lại một thời gian dài khi Nguyễn Thành Trung cưới vợ. Cuộc mưu sinh đã đưa anh đi xa vùng quê biển thân yêu của mình. Mãi đến năm 2014, vợ chồng Trung quyết định quay về quê nhà làm lại từ đầu, lập nghiệp trên chính mảnh đất sinh thành. Có khiếu văn nghệ, giọng hát hay, lại sẵn niềm đam mê nghệ thuật truyền thống từ nhỏ. Trung bắt đầu tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Trung bảo đó là những ngày hạnh phúc thật sự của đời anh, bởi lại được hòa mình vào không khí đầy ấp sắc màu văn hóa văn nghệ miền biển từ lâu đã ăn sâu trong tâm hồn. Điều đặc biệt, Nguyễn Thành Trung có giọng hát dân ca bả trạo rất hay, truyền cảm, nên được ngành văn hóa xã, thành phố Tam Kỳ tuyển chọn và giao trọng trách tổng mũi trong các lễ hội cầu ngư của xã và làm nòng cốt trong các chương trình tham gia hội thi hát dân ca bài chòi cấp thành phố, cấp tỉnh. Vừa làm diễn viên trên sân khấu, Thành Trung còn tập trung đi vào nghiên cứu viết lời mới cho bài chòi, bả trạo, phù hợp với đời sống mới và đặc trưng văn hóa vùng quê biển. Những tiểu phẩm dân ca bài chòi do Trung viết lời, đạo diễn và dàn dựng ra đời được anh chị em trong câu lạc bộ dân ca bài chòi xã Tam Thanh tập luyện và thể hiện rất hiệu quả trên sân khấu, để lại ấn tượng đẹp cho người xem quê biển Tam Thanh. Có lẽ vì thế mà chỉ ít thời gian sau khi quay trở lại quê hương làm ăn sinh sống, Nguyễn Thành Trung được tin tưởng giao trọng trách phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca bài chòi xã Tam Thanh. Đây là điều kiện tốt để Trung tiếp tục thể hiện niềm đam mê của mình với nghệ thuật truyền thống quê hương. Qua một cái thời gian gắn bó với câu lạc bộ thì cũng rất là cũng có nhiều show diễn phục vụ cho bà con, đặc biệt là trong ngày lễ cúng cầu ngư, đó là trong cái tháng 3 âm, tức là mùng 1 tháng 4 để chào mừng ngày Bác Hồ về thăm làng cá. Và từ đó đến giờ thì tôi cũng cố gắng tìm tòi học hỏi trên mạng và các bậc tiền bối ở địa phương và các địa phương khác. Thì ngày hôm nay tôi cũng đã kêu gọi và quy tụ được cũng rất là đông anh em để tham gia trong cái công trạo cũng như trong cái những cái làn điệu dân ca này. Đặc biệt là tôi rất là muốn là lôi kéo và khuyến khích các em thiếu nhi tham gia. Và trong thời gian mới gần đây thì cũng một năm trở lại đây thì các em rất là nhiệt tình tham gia cái câu lạc bộ của chúng tôi. Đặc biệt là các xuất diễn chương trình văn nghệ Tết phục vụ cho bà con. Bà con rất là thích. Từ nhỏ thì theo mẹ hay về ngoại thì mẹ cũng hay hát bài chòi, nhưng mà lúc đó thì không có thích bài chòi, tại vì không hiểu được cái thể loại bài chòi. Nhưng sau này lớn lên đi làm ăn xa, rồi với lấy chồng rồi đi làm ăn xa, rồi ông xã mới hát bài chòi, thì lúc đó mới tò mò tìm hỏi thì thật sự rất là thích. Thường thường nhớ quê thì ông xã cũng hay hát bài chòi, cái rồi nghe cũng đỡ nhớ, rồi cũng rất là hãnh diện vì ở quê hương mình có cái thể loại bài chòi mà hầu như là ai cũng rất là thích. Đối với chủ trương của cái khu dân cư nông thôn hóa kiểu mẫu là theo cái tiêu chí là mỗi thôn phải thành lập một cái câu lạc bộ hát dân ca bà chòi và hát bà trộn. Như vậy thì đến hiện nay là Tam Thanh là có, sau khi sáp nhập thì có 4/4 khu dân cư đã thành lập cái câu lạc bộ này. Đặc biệt là anh Trung là người là có cái giọng hát sơ hơn nữa, ảnh cũng là đam mê, do đó thì trong những năm qua là ảnh là tổng mũi, rồi ảnh sẽ đạo diễn toàn bộ về cái văn hóa phi vật thể này. Như vậy thì ngay cả bà chùa ảnh cũng là người hát cũng rất là hay. Từ khi đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca bài chòi xã Tam Thanh, Nguyễn Thành Trung bắt đầu nuôi ước mơ truyền lửa dân ca bài chòi, bả trạo cho thế hệ trẻ thơ ngay trên chính làng quê Hòa Thượng của mình. Được sự ủng hộ của vợ, sự tin tưởng của anh chị em trong câu lạc bộ dân ca bài chòi xã, và nhất là niềm thích thú với nghệ thuật truyền thống của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Tam Thanh, Nguyễn Thành Trung bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình, cho ra đời câu lạc bộ dân ca bả trạo thôn Hòa Thượng với nòng cốt là những hạt nhân từ câu lạc bộ của xã và mục tiêu hướng đến là truyền lửa nghệ thuật truyền thống cho các em nhỏ trong thôn.
Vậy là nhiều năm nay, cứ sau mỗi buổi sáng thứ bảy chủ nhật với tất bật công việc của chuyện mưu sinh bằng nhiều nghề như làm MC, cho thuê dịch vụ đám cưới, lễ tiệc, bán bánh mì và quầy tạp hóa thực phẩm mini trước nhà. Vợ chồng Nguyễn Thành Trung, Võ Thị Tình lại có thêm niềm vui mới là được đón đợi các thành viên trong câu lạc bộ dân ca bài chòi Bả Trạo, thôn Hòa Thượng, nhất là các em thiếu nhi ở khoảng sân trước nhà mình. Ở đó, dưới bóng mát của rạng dương, những âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát, tiếng song lan, nhịp gõ lại vang lên, hòa điệu cùng gió biển và thanh âm ngày mới của cuộc sống đời thường nơi xóm chài nhỏ, để tạo nên một giai điệu của niềm đam mê, của khát vọng về một cuộc sống yên bình và giấc mơ lớn nơi xa khơi, cho trời yên biển lặng, tôm cá đầy ghe. Nếu mà lôi kéo các em mà vô có loại hình bài dân ca mà bài chòi Bả Trạo là đặc biệt rất là khó. Cho nên tôi cũng rất may mắn là có một cái sở thích riêng đó là dân ca và ca nhạc. Cho nên tôi hiện nay đã có một cái đội hình là tham gia tổ chức sự kiện, đặc biệt đám cưới hay là các ngày lễ đồ vân vân đều có. Nhưng quá trình tập luyện có các ca khúc mới, có các khúc về đất nước, về nhạc mới, thì trong đó tôi cũng luôn truyền tải cho các em những cái câu từ về dân ca cũng như là Bả Trạo. Thì dần dần thì các em thấy cũng thích, thì bắt đầu từ đó là tôi có một cái suy nghĩ mình phải lắng sâu hơn cho các em hiểu rõ hơn về dân ca và Bả Trạo và bài chòi. Và hiện nay là các em đều thích, và khi nào mà có cuộc diễn hay là gì đó thì kêu gọi các em và các em đều ủng hộ rất là nhiệt tình. Trung rất đam mê về văn hóa văn nghệ và chùa. Bên đó anh có giọng hóa cũng rất hay. Rồi càng thêm anh có một cái thẩm mỹ. Cho nên anh dọn dựng một cái gì đó là nó cũng chất lượng. Chất lượng và so với địa phương ở đây. Mà sau khi diễn ra công chúng, người ta cũng đồng cảm theo vấn đề đó. Cho nên về nhận diện thì nhận xét thì đồng chí Trung là trẻ, nhưng mặc dù là công việc khó khăn lắm, kinh tế nó cũng chưa được ai làm, bón này bón buôn đủ thứ cực khổ, nhưng mà vẫn đam mê. Khi có chủ trương xí, khi vô nhiệm vụ là đồng chí hoàn thành ngay. Lăn lộn với câu lạc bộ nhiều năm, Nguyễn Thành Trung tâm sự, cái khó để phát triển câu lạc bộ không chỉ nằm ở việc thiếu thốn về kinh phí và trang thiết bị, trang phục, đạo cụ, mà còn ở việc làm sao để các em hát được, thể hiện đúng bài bản của dân ca bài chòi Bả Trạo, trong khi giọng còn non, hơi lại yếu. Tuy nhiên, thời gian qua, từ đội thiếu nhi với nghệ thuật truyền thống này cũng dần lộ diện những giọng hát đầy triển vọng cho câu chuyện giữ lửa ở phía tương lai. Vâng, để giữ lại những dấu chân trên cát quả thật là điều vô cùng khó, cũng như câu chuyện truyền lửa văn nghệ truyền thống của Nguyễn Thành Trung cho các em nhỏ làng biển của mình cũng đầy gian nan, khó nhọc. Nhưng bằng trách nhiệm, bằng tình yêu vốn quý cha ông để lại, Nguyễn Thành Trung đã từng bước gầy dựng trong các em nhỏ quê biển một tình yêu với văn nghệ truyền thống, giúp các em hiểu hơn nét đẹp trong văn hóa quê hương, để từ đó mà thêm yêu quê, yêu biển, yêu nghề biển lên đêm sóng gió mà bao thế hệ cha ông làng biển bao đời vẫn trải qua.